Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về thư viện string.h ở trong C và các cái hàm xử lý chuỗi string ở trong thư viện string.h. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện chuỗi ở trong lập trình C. Thì C cung cấp cho chúng ta thư viện string.h sẽ định nghĩa các cái hàm cho phép thao tác với chuỗi như là strlen, ETIA copy, ETIA cat, ETIA cmp, ETIA ref, Adia LWR, Adia upr, Adia Adia. Thì đây là các cái hàm thực hiện các cái thao tác với chuỗi ở trong lập trình C. Hàm đầu tiên trong thư viện string.h đó là ETIA length sẽ trả về độ dài của chuỗi được cho và không bao gồm ký tự đặc biệt xịt không cuối cùng. Ví dụ là khai báo mảng CS, đó là chuỗi mảng chuỗi bao gồm các ký tự F, P, O, L, Y, H, C, M và ký tự đặc biệt cuối cùng để đánh dấu ký thúc chuỗi và gọi thực hiện STR truyền vào đó là tên của mãn chuỗi và lúc này sẽ trả về cho chúng ta là số lượng các ký ký tự tính từ F cho tới M ngoại trừ ký ký tự cuối cùng đó là gì không kết quả sẽ trả về cho chúng ta 8 ký tự thì các ký ký tự từ F cho tới M là bao gồm 8 ký tự Hàm tiếp theo là hàm string copy sẽ thực hiện là copy nội dung từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích. Ví dụ là tạo ra chuỗi source và gán các nội dung vào cho chuỗi. Các bạn lưu ý là ký tự đặc biệt là ký tự xì không để đánh dấu kết thúc chuỗi. Tạo ra chuỗi thứ hai là target bao gồm là 20 và ở đây là 20 kích thước của mảng chuỗi là 20 cái phần tử gọi thực hiện string copy sẽ thực hiện copy chuỗi nguồn sang chuỗi đích và gọi ring app để in giá trị của target thì target sẽ được in và hiển thị, đó là app poly hồ chí minh như thế này. Hàm tiếp theo sẽ thực hiện là nối chuỗi string concatenate ví dụ là tạo ra mảng chuỗi bao gồm các nội dung đó là hello và tạo ra cái chuỗi thứ hai bao gồm là c và sẽ thực hiện nối chuỗi cs2 vào cs và chuỗi sau khi kết thúc sẽ được in ra thì sẽ lấy giá trị của chuỗi cs và hiển thị kết quả in ra đó là hello c và lúc này chúng ta sẽ thấy được là nội dung của hello c thì bao gồm nội dung của chuỗi cs ở phần trước và kết hợp với ký tự c ở phần sau để tạo ra được hello c như thế này tiếp theo sẽ tìm hiểu các ví dụ cho các cái hàm và thực hiện các cái ví dụ sử dụng các cái hàm đó. Chạy chương trình Video Studio Code và mở lại thư mục Slide 7, kích vào New File, đặt tên, đó là Building Fun 1.c, nhấn Enter. Khai báo Include Thư viện STD io .h. và để có thể làm việc với các hàm xử lý chuỗi thì cần phải khai báo thư viện đó là string.h và chèn vào hàm main là hàm thực thi chính của chương trình. Trước hết khai báo hai biến ht 1 và gán giá trị ở đây thì xác định là biến ST1 là một mảng ký tự là tối đa là 20 ký tự và khởi gắn giá trị đó là hello world. Tiếp theo sẽ khai báo biến ST2 bao gồm 20 ký tự. Và có thể hiển thị cái kích thước của biến ST2 à 1 và phần trăm D sử dụng hàm str len len 1. kích phải chọn run code để chạy chương trình và kiểm tra cái kết quả thì cái kết quả là hiển thị size of 1 đó là 11 và hàm str sẽ trả về giá trị đó là 11 là bao gồm 11 ký tự ở trong chuỗi Hello World. Tiếp theo thì có thể sử dụng ST, STR Copy và sẽ thực hiện là copy nội dung của ST1 sang cho ST2. Thì ở đây là sẽ xác định ST2 tức là chuỗi đích sau đó xác định đó là chuỗi nguồn và sử dụng ring app để hiển thị đó là value of st2 và phần trăm s xịt n ở đây thì chúng ta có thể bổ sung xịt n để xuống dòng và st2 kết phải chọn run code để chạy chương trình và giá trị hiện tại của st2 đó là hello world là giá trị được copy từ st1 và đưa vào trong st2 hàm strcby tức là string copy sẽ thực hiện là copy giá trị từ chuỗi st1 sang chuỗi st2 Tiếp theo sẽ sử dụng là string catenation tức là string cat và xác định là nối nội dung của st1 và st2 sau đó đưa vào chuỗi st1 sau khi nối xong thì có thể hiển thị giá trị của st1 phần trăm s và xịt sau đó xác định st1 tiếp theo thì xác định là value of st2 at và new line st2. Kích phải chọn run code để chạy chương trình và cái kết quả thực hiện thì chúng ta thấy giá trị của st1 sau khi gọi thực hiện hàm string concatenate tức là nối chuỗi nối chuỗi st1 và st2 và chuỗi mới sẽ được đưa vào ở trong st1 thì giá trị của st1 sẽ là hello world hello world như thế này và nội dung của chuỗi st2 thì giá trị vẫn giữ đó là hello world tức là vẫn giữ giá trị cũ của st2 Tiếp theo để có thể so sánh hai chuỗi với nhau thì chúng ta có thể sử dụng hàm đó là string compare thì hàm string compare sẽ thực hiện so sánh hai chuỗi có phân biệt hoa thường và trả về giá trị là bằng không nếu hai chuỗi là bằng nhau và lớn hơn không thì chuỗi thứ nhất sẽ lớn hơn chuỗi thứ hai và nhỏ hơn không thì chuỗi thứ nhất sẽ nhỏ hơn chuỗi thứ hai Xem xét ví dụ về string compare. Hiển thị nhập giá trị của chuỗi str1, nhập giá trị của chuỗi str2 và gọi thực hiện string compare để so sánh chuỗi str1 với str2 và kiểm tra nếu là bằng nhau thì hiển thị đó là hai chuỗi bằng nhau và tiếp tục là ngược lại, tức là điều kiện này không thỏa thì sẽ thực hiện else và thực hiện kiểm tra là chuỗi str1 với str2 là có lớn hơn không thì nếu lớn hơn không thì in ra đó là chuỗi 1 sẽ lớn hơn chuỗi 2 và nếu điều kiện này là không thỏa thì sẽ thực hiện else và hiển thị ra là chuỗi 1 sẽ nhỏ hơn chuỗi 2 Trong phần demo sẽ demo cách thức sử dụng string compare để thực hiện so sánh hai chuỗi với nhau. Mở trở lại từ mục slide 7, kích vào new file, đặt tên đó là string compare.c. Khai báo include stdio.h và để có thể sử dụng các cái hàm string thì khai báo string.h trang hàm main là hàm thực thi chính của chương trình. Trước hết sẽ khai báo chuỗi st1 và tối đa là 19 ký tự gắn chuỗi đó là an nn và tiếp theo có thể khai báo chuỗi st2 bao gồm 20 ký tự và gán giá trị đó là anh Thực hiện kiểm tra. Ở đây thì để có thể là thấy được giá trị trả về như thế nào thì khai báo biến resort và gọi hàm string compare. st 1 st 2 In ra giá trị của resort resort a phần trăm d và xịt nờ đi xuống dòng resort thực hiện kiểm tra là nếu resort này mà bằng không thì có nghĩa là giá trị của hai chuỗi là bằng nhau và hiển thị ra đó là equals và else tiếp tục kiểm tra nếu resort nhỏ hơn không thì sẽ hiển thị ra đó là st1 nhỏ hơn st2 và else thì ngược lại thì sẽ hiển thị ra đó là st1 lớn hơn st2 tức là greater than st2 lưu nội dung và kích phải chọn run code để chạy chương trình thì hàm st string compare sẽ thực hiện so sánh và trả về cái giá trị zero tức là giá trị zero là giá trị được trả về ở trong resort và hiển thị thì ở đây là zero để nhận biết là hai chuỗi st1 và st2 là bằng nhau ở trong cái kiểm tra thì sẽ kiểm tra resort nếu bằng không thì hiển thị ra đó là equal và cái kết quả hiển thị đó là equals tức là hai chuỗi này là bằng nhau ở đây có thể thực hiện thay đổi ví dụ là minh lưu nội dung và kích phải chọn run khâu để chạy lại chương trình thì sẽ nhận được cái kết quả đó là resource e minus one và ở đây thì sẽ trả về giá trị đó là nhỏ hơn 0 và giá trị nhỏ hơn 0 là giá trị trừ 1 trong cái kiểm tra thì sẽ kiểm tra nếu resort nhỏ hơn 0 thì sẽ hiển thị st1 lesson st2 và lúc này thì chúng ta thấy cái kết quả in ra tương tự như vậy thì có thể thực hiện chỉnh sửa ví dụ làm đây là Hồng Nguyễn Quang Và kích phải chọn Run Call để chạy chương trình Ở đây thì kết quả vẫn là one e Election 82 Và chúng ta có thể thực hiện là Chỉnh sửa nội dung là Hồng và Minh Lưu nội dung và kích phải chọn run code để chạy chương trình thì kết quả sẽ nhận được đó là st1 e st2 Để có thể đảo ngược giá trị của một chuỗi thì chúng ta có thể sử dụng hàm đó là string reverse. Ví dụ là định nghĩa bản chuỗi str và gọi thực hiện get s để nhập giá trị vào cho chuỗi sau đó hiển thị giá trị của chuỗi vừa nhập và gọi thực hiện str ref để thực hiện là đảo ngược các cái ký tự có trong chuỗi str và cái kết quả là nếu người dùng nhập vào đó là Apple Hồ Chí Minh thì chuỗi đảo ngược của Apple Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ thấy rất rõ tức là f là về đầu còn em là f từ đầu là về cuối còn em là từ cuối về đầu của cái chuỗi đảo ngược tiếp theo sẽ xem xét phần demo của đảo ngược chuỗi sử dụng hàm string reverse mở trở lại thư mục slide 7 kích vào new file đặt tên đó là string reverse.c nhấn enter và khai báo include thư viện stdio.h include thư viện string .h trang vào hàm main là hàm thực thi chính của chương trình khai báo biến ST và tối đa là 19 ký tự. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng hàm đó là get s để có thể nhập giá trị vào cho st enter your name và get s st hiển thị giá trị của người dùng sau khi nhập Yeah, dữ liệu và đây là do name và phần trăm s signal đi xuống dòng st tiếp tục in do reverse name phần trăm s signal và sử dụng st reverse reverse để xuống để đảo ngược giá trị của chuỗi kích phải chọn run call để chạy chương trình và cái kết quả là người dùng sẽ nhập giá trị tên ví dụ là Nguyễn Ngọc Anh nhấn enter thì giá trị sẽ được in đảo ngược theo dạng thức như thế này sau khi gọi thực hiện hàm string reverse thì sẽ đảo ngược các cái ký tự ở trong chuỗi. Ký tự đầu tiên thì sẽ trở thành là ký tự cuối cùng và ký tự cuối cùng sẽ trở thành là ký tự đầu tiên. Hàm tiếp theo sẽ thực hiện việc là trả về chuỗi chữ thường từ chuỗi đã cho. Ví dụ là tạo ra mảng chuỗi STR và gọi thực hiện getS để nhập giá trị vào cho STR. Sau đó hiển thị giá trị vừa nhập và gọi thực hiện STR k Thì STR k sẽ chuyển toàn bộ ký tự từ chuỗi vừa nhập sang ký, ký tự thường. Ví dụ là nhập vào FBOLI Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ hiển thị ra đó là chuỗi vừa nhập thì chúng ta nhận được như thế này và gọi thực hiện strlowercase sẽ chuyển toàn bộ các cái ký tự của chuỗi vừa nhập thành là các cái ký tự thường hàm string uppercase là hàm sẽ trả giá trị về chuỗi hoa từ cái chuỗi đã cho hàm này sẽ ngược lại với hàm string lowercase Ví dụ là nhập vào chuỗi thì ở đây sẽ nhập vào đó là F poly Hồ Chí Minh và hiển thị giá trị của chuỗi vừa nhập thì sẽ nhận được đó là F poly Hồ Chí Minh. Sau đó gọi thực hiện string upper key, thì string upper sẽ viết hoa toàn bộ các ký tự của chuỗi vừa nhập đó là F poly Hồ Chí Minh. trong phần demo sẽ demo sử dụng hàm string lower case và string upper case để thực hiện viết hoa và viết thường nội dung của chuỗi nhập vào từ bàn phím mời trở lại file string reverse và tiếp tục là print do upper, upper case name phần trăm s s n và sẽ gọi thực hiện hàm đây thì sẽ gọi thực hiện hàm s upper case và truyền vào s tiếp tục là hiển thị giá trị của nam với cái dạng là viết thường tất cả các cái ký tự ở trong tên phần trăm S và suy n đây là string lower k và st kích phải chọn run code để chạy chương trình nhập vào ví dụ là tên là Nguyễn Ngọc anh nhấn enter thì sẽ ra các cái giá trị ở đây thì chúng ta thấy là giá trị tên là đã được viết hoa hết toàn bộ các cái ký tự và thấy rất rõ và tên hiện nay là đang chịu tác động của hàm string reverse và đang bị đảo ngược cái thứ tự của các cái ký tự ở trong Tên, cho nên chúng ta sẽ không thể đọc được cái tên do người dùng gõ vào đó là Nguyễn Ngọc Anh và trong cái giá trị tiếp theo là tên này đã được viết thường toàn bộ ký tự thì chúng ta thấy là các cái ký tự ở trong tên đều được viết thường hàm str str đó là hàm sẽ thực hiện tìm kiếm chuỗi con từ cái vị trí khớp đầu tiên cho đến cái vị trí so khớp cuối cùng ví dụ là tạo ra chuỗi str1 với nội dung learning uh, c e awesome và sẽ tạo ra chuỗi thứ hai đó là str với nội dung c thực hiện là tìm kiếm chuỗi str2 ở trong chuỗi STR1 Và sẽ trả về giá trị Đó là khác đô Thì hiển thị đó là tìm thấy Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học Và để giúp cho kênh ngày càng phát triển Cung cấp các cái kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn Thì rất mong nhận được like, subscribe và share của tất cả các bạn Xin cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của tất cả các bạn